Chào mừng các bạn đã đến với kênh Tôi Là Người Củ Chi. Hôm nay mình xin được giới thiệu với các bạn là hai con cái tơ, cái man các bạn, man tơ man mỹ nha. Hai con cái man tơ man mỹ tay lớn. Đây con đầu tiên nè, sải tích nghiêm chỉnh nè, rúng nè, rúng yếm nó nghiêm chỉnh các bạn, xương cối. Cái man man mỹ yếm rúng nghiêm chỉnh, xương cối, sải tích nghiêm chỉnh, mặt gu, xe mặt xe lưng đồ nghiêm chỉnh hết các bạn. Bò này tầm 12 tháng tuổi các bạn, bò tầm 12 tháng tuổi nha. Xương cối lớn nè, bật gu nè, sải tích nghiêm chỉnh, không lan giá nha các bạn. Sải tích nghiêm chỉnh, không lan giá nha, quyền bò nha các bạn. Thấy cái yếm không, dài cui à, chừng móng sò hẳn băng nè. Đó, rúng nè, rúng dài yếm dày, rúng dài yếm dày nha các bạn. Gu bật tay lớn, sải tích nghiêm chỉnh, không lan giá. Đó, lưng thẳng, đòn dài. Thấy cái yếm các bạn, hay cái yếm dài cui à, hay cái yếm không, yếm dài cui các bạn. Cặp cái manh mỹ này thì chủ báo giá là 33 triệu nha các bạn. Cái manh mỹ tơ giá 33 triệu, chân móng hoàn thiện, hai cái tay chà bá đầu dồ, hai tay chà bá luôn các bạn, chân móng đồ hoàn thiện hết, tầm 12 tháng tuổi các bạn, tầm 12 tháng tuổi đó các bạn, không lưng thẳng bật gu nè, sải tích thì nghiêm chỉnh, tay lớn, rúng yếm đồ nghiêm chỉnh hết các bạn, xương cối lớn nha. Cái manh mỹ manh tơ không lan giá, cao 1m18 bò các bạn, manh mỹ tay lớn, cao 1m18 bò, đích nè, đích cao 1m23. Đó, cái manh mỹ tơ tay lớn, chân móng hoàn thiện nè, sải tích nghiêm chỉnh nè. Đó, đòn dài nè, cao 1m18 bò, đích cao 1m23. Còn tiếp theo nè các bạn, mặt gu tay lớn, mặt gu tay lớn, quả đen, lông đuôi một chùm, sải tích nghiêm chỉnh, rúng yếm nè các bạn, không rúng dài yếm dày nè. À, bò tầm 12 tháng tuổi các bạn. Cặp cái manh mỹ tơ này thì chủ báo giá là 33 triệu các bạn, tầm 12 tháng tuổi. Cặp cái manh mỹ tơ này chủ báo giá là 33 triệu. Anh em nào bạn bè nào có nhu cầu thì cứ liên hệ các bạn. Nó không lan giá nè, quả đen, lông đuôi một chùm, chân móng là móng sò, chân móng là móng sò hoàn thiện các bạn, rúng rúng dài. Đó, rúng dài nè, tai lớn nè, đầu dồ nè, sái tích đồ nghiêm chỉnh hết các bạn, xương cối lớn nè, cái manh mỹ manh bơm các bạn, đầu dồ tai lớn nè, đòn dài nè, bật gu nè, rúng yếm đồ nghiêm chỉnh các bạn. Cặp cái manh mỹ tơ này thì chủ báo giá là 33 triệu các bạn, 33 triệu. Chân móng sò nè, anh em nào bạn bè nào có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại của chủ bò các bạn, mình comment dưới màn hình video đó. Hai cái tay chà bá luôn, đầu dồ, mặt gu, sải tích đầu nghiêm chỉnh hết các bạn, rúng yếm đầu nghiêm chỉnh hết, quyền bò nha, không lan giá các bạn, xương thì cối lớn. Giá là 33 triệu các bạn, 33 triệu, bò tầm 12 tháng tuổi nha, giá 33 triệu bò tầm 12 tháng tuổi các bạn. Anh em nào bạn bè nào có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại của chủ bò các bạn, mình comment dưới màn hình video nha. Chân móng đồ hoàn thiện hết các bạn. Cặp cái manh mỹ tơ giá 33 triệu các bạn. Cặp cái manh mỹ tơ giá 33 triệu. Đó, đầu dồ tay lớn, chân móng đồ hoàn thiện các bạn. Đồ cận cảnh anh em thấy luôn. Cao 1m16 bò các bạn. Cao 1m16 bò. Đó, cái manh mỹ tơ này cao 1m16 đích. Đích cao 1m23 các bạn. Đích cao 1m23 nè các bạn. Cái manh mỹ tơ này cao 1m16, đích cao 1m23. Còn lại là cao 1m18, đích cao 1m23. Bò tầm 12 tháng tuổi giá 33 triệu các bạn. Cặp cái manh mỹ tơ này chủ báo giá là 33 triệu. Chừng móng sò hẳn băng hết các bạn ha. Anh em là bạn bè nào có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại của chủ bò các bạn. Mình comment dưới màn hình video nha. Cái manh mỹ tơ tay lớn, tầm 12 tháng tuổi, yếm rúng nghiêm chỉnh hết, chân móng đều hoàn thiện hết các bạn, xương cối lớn. Cặp
cái manh mỹ manh bơm các bạn, giá 33 triệu. Anh em nào bạn bè nào có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại của chú bò mình comment dưới màn hình video nha các bạn. Cặp cái manh mỹ tơ cao 1m18 bò, con thì cao 1m16, giá 33 triệu. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video.